Chào mừng quý khán giả quay trở lại với Sapa. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài dấu ấn đáng nhớ của huyền thoại Thierry Henry trong màu áo Arsenal. Không nhiều cầu thủ có thể định hình cả một thế hệ như Thierry Henry. Thập niên 90 của thế kỷ 20 mang đến cho anh trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên, nhưng những năm 2000 mới là thời điểm chân sút người Pháp trở thành một tượng đài bất hủ. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Henry thường được bố trí chơi bên cánh trái, bị bó buộc vào nhiệm vụ kiến thiết cho các trung phong. Titi hiếm có cơ hội bộc lộ tài săn bàn của bản thân. Arsène Wenger có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng khổng lồ của chàng trai đồng hương. Thế là ông thuyết phục ban lãnh đạo Arsenal bỏ ra 11 triệu bảng để đưa Henry trở về sân Emirates. Nhưng không chỉ giải thoát Titi khỏi Juventus, giáo sư còn tạo điều kiện để anh thử sức trong một vai trò mới. Đứa con của thần gió không còn phải chạy cánh bám biên mà đã được chơi như một tiền đạo, được thoải mái di chuyển và xử lý bóng. Đó cũng là lúc bản hùng ca mang tên Thierry Henry bắt đầu cất lên mỗi tuần trên các khán đài sân Highbury. Các cổ động viên pháo thủ chắc hẳn vẫn còn nhớ bàn thắng của tiền đạo số 14 vào lưới Watford hồi năm 2000. Nhận bóng ở bên trên vạch giữa sân, anh xoay người rồi sộc thẳng vào khối đội hình đối phương. Những cái bóng áo vàng liên tiếp bị bỏ lại, và khi các hậu vệ đang chần chừ vì sợ bị vượt mặt, thì Henry nhận thấy cơ hội để dứt điểm. Thế là anh đưa quả bóng vòng qua người đối thủ rồi dứt vào góc xa khung thành, mặc cho thủ môn đã bay người hết cỡ. Pha solo trong trận derby thành London với Tottenham mùa 2002-2003 thậm chí còn khủng khiếp hơn. Lần này, Henry bắt đầu tăng tốc từ bên phần sân nhà sau hai nhịp tâng bóng đầy điệu đà. Anh thoát khỏi sự kèm cặp của một cầu thủ áo trắng và thoáng chốc đã tiến đến gần vòng cấm. Bằng một pha giả sút, bồi thêm một động tác gạt bóng qua trái, Titi làm các trung vệ của Spurs loạng choạng. Cuối cùng, anh khiến cầu trường Highbury bùng nổ với cú đá sệt hiểm hóc. Đó chỉ là hai trong số những kiệt tác ngoạn mục mà sát thủ sinh năm 1977 từng tạo ra. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Henry, không ít người sẽ nghĩ đến cú vô lê thần thánh làm tung lưới đại kình địch Manchester United. Khi Grimaldi thực hiện đường chuyền lên, chẳng ai nghĩ số 14 có thể lập công vì lúc ấy anh còn quay lưng về phía cầu môn Fabian Barthez. Nhưng Titi hẳn đã tính trước mọi thứ. Chỉ bằng một cú dứt bóng mang phong cách đường phố, anh tự tạo thế dứt điểm cho mình. Cú vung chân theo kiểu mu lai má của Henry khiến Barthez chỉ còn biết quơ đại cánh tay trong sự bất lực tột cùng. Tại Arsenal, Henry đoạt được 6 danh hiệu lớn và có một lần vào tới chung kết Champions League. Tính trong khuôn khổ Premier League thì anh ghi 175 bàn trong 258 trận, còn xét mọi đấu trường thì đứa con của thần gió có 228 lần nổ súng. Không chỉ được ca ngợi như là cây săn bàn hay bậc nhất lịch sử giải đấu số 1 Anh Quốc, Titi còn là người nắm giữ kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 20 pha dọn cỗ trong mùa 2002-2003. Mãi đến mùa 2019-2020, Kevin De Bruyne mới cân bằng được thành tích này. Nhưng ngay cả những con số kể trên cũng không đủ để mô tả về di sản của Henry. Cho tới bây giờ, làng túc cầu vẫn chưa được chứng kiến cầu thủ nào lướt đi với quả bóng một cách thần tốc, mạnh mẽ nhưng cũng đầy uyển chuyển như Titi ngày xưa. Nhìn danh thủ người Pháp chơi bóng, khán giả cảm nhận được sự thanh thoát, tinh tế, khéo léo pha lẫn yếu tố bất ngờ và sức bùng nổ mãnh liệt. Hình tượng của Henry vì thế vẫn in đậm trong tâm trí của biết bao thế hệ cổ động viên và vẫn không ngừng truyền cảm hứng cho những đứa trẻ trên khắp thế giới để chúng thỏa mãn đam mê với quả bóng tròn. Đó mới chính là di sản lớn nhất của huyền thoại câu lạc bộ Arsenal. Đến đây, video của Sapa cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.